là cái cá này là bị trong hồ thành thoát ra, bị lũ lụt thành thoát ra, chứ đi tận dụng mà gom góp cái dồn đấy, thôi chứ không phải là dành công mà đi bắt cá trời như mà dạ. Nhưng mà thấy tiếc trong hồ chạy ra tiếc quá,